trong này nó có cái luôn, thì bóc máy trong này nó có luôn. Chị lấy là màu 35W thì là bao nhiêu? Ôi chị lên 9W chị tìm cho em ấy, em không nhớ đâu. Vâng. Màu xanh. Màu blue titanium đúng không ạ? Đúng. Bản 256 đúng chưa ạ? Chị kiểm tra giúp em nhá. Rồi, blue titanium bản 256 nhá. Rồi. Ok bác chưa? Rồi. Bây giờ bóc máy nhá. Đây thiếu chị đây chị cầm cho em ạ. Rồi. Có email luôn đây đúng không? Vâng, email máy đây của chị là email là bao nhiêu đấy ạ? Em xem nào. Đuôi là QGCHI. QGCHI đấy chưa ạ? QGCHI đúng chưa ạ? Mã đuôi là 76285 đúng không? Vâng, rồi. Rồi cho bác nhé. Đấy, anh Tư ấy cho em nhé. Quay. Vâng, em quay tại vì là siêu. Nếu mà có bị bật thức nếu mới bị thế nào ấy thì đăng lên mạng câu view. Cái cáp bây giờ khác nhờ. Vâng, chị kiểm tra cho em nhé. Về đây, chị kiểm tra kỹ về mặt hình thức đây. Ui, bây giờ cả đi giao cái này lâu lắm anh ạ. Bây giờ có bắt là active mới đi lắp sim. Mọi trước chị mua con 13 cũng hoàng hà cũng vâng. Đến active tại nơi mà. Lâu nơi lắm. Là suốt ruột. Ok. Hình thức mới nguyên. Còn lên sim xong rồi check có wifi không đã. Vâng, check wifi. Ê chị ơi, chị lấy cho em cái khe sim trong này cho. Chị tháo sim đi. Đây. Đấy, chị lấy khe. Chị chọc đi. Anh ơi, nhà mình có wifi không anh? Đấy. Phát rồi. 3 4 5 6 7 8 9 10. Úp xuống nhá. Đấy, chị đặt theo theo cái quay lại chị đây theo cái chém cạnh của nó. Cái đầu này của chị rồi, treo con tóc chém cạnh của nó, cái giống đấy. Tiền về công ty nhỉ? Có sim rồi. Chờ em tí, em kích lên cái sóng wifi, em chị ngồi đây chị làm gì chị làm. Đúng như thế thôi là xong thôi. Vì bọn em chỉ cần như thế thôi mà. Đúng rồi. Chỉ cần mỗi vậy thôi. Các bác đây là chỉ check phần cứng thôi. Đúng không? Còn cái gì phần mềm phần mẽo thì mang đi ra cửa hàng. Các bố úp nhất thì vì cái này nó làm ít khi bị lệch lắm. Đúng rồi. Nó chỉ kiểu là bây giờ nó bị xước lông mèo lông miếc mình xem kỹ thôi. Hoặc là vận chuyển như nào đấy, chẳng may thôi. Wifi là gì anh nhỉ? 0309 00 cho em cái mật khẩu tên ạ. Vinh tên là Vĩnh Thúy. Vĩnh Thúy. Là bao nhiêu ạ? 0309 970 770 777. Ok, đây còn lại em mời các bác nhé. Em nhận được tiền rồi và em gửi trả anh chị đầy đủ hóa đơn các thứ nhá. Rồi, ok anh nhá. Chị cứ ngồi giúp em tí nhá. Xong rồi, nhá. Rồi, em xin phép và em cảm ơn anh chị.